giá để cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh thì chúng ta sẽ không có chi phí để chúng ta gia tăng được trải nghiệm khách hàng. Cái trải nghiệm khách hàng là cái thứ quan trọng nhất giúp cho một cái shop, giúp cho một doanh nghiệp phát triển và bền vững. Ngừng giảm giá trên Shopee với đối thủ cạnh tranh và gia tăng trải nghiệm khách hàng. Giảm giá khi chúng ta cạnh tranh trên với đối thủ, đó chính là cái con đường mà nhanh nhất khiến cho shop chúng ta phá sản trên sàn thương mại điện tử Shopee. Lý do tại sao lại như vậy thì trong video này tôi sẽ chia sẻ những lý do tại sao chúng ta không nên giảm giá khi cạnh tranh với đối thủ. Lý do đầu tiên đó là khi chúng ta giảm giá thì đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ có rất là ít lợi nhuận, và anh chị sẽ nhận thấy rằng là chúng ta sẽ không thể tham gia được những chương trình của Shopee. Anh em sẽ thấy là gì ạ? Mỗi cái chương trình như là gì ạ? Free ship extra, rồi free ship hoàn xu đang ngày càng có những cái chi phí đắt lên, được chưa? Và anh chị em, nếu như chúng ta thấy cái chi phí nó cao lên, chúng ta không có biên độ lợi nhuận để tham gia, và khách hàng lại có nhu cầu để có free ship extra, và tôi tin rằng là rất nhiều anh chị em đi mua hàng chúng ta cũng rất là mong muốn là được free ship extra, đúng chưa ạ? Cạnh với đối thủ cạnh tranh của chúng ta mà chúng ta đi giảm giá, đồng nghĩa với việc chúng ta không còn cái số tiền để chúng ta đăng ký những chương trình như vậy nữa, được chưa ạ? Dẫn đến là chúng ta mất đi cái lợi thế cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh của chúng ta, được chưa ạ? Cái yếu tố thứ hai đó là khi chúng ta giảm giá, chúng ta không có tiền để chúng ta làm marketing. Anh chị em nhận ra rằng là nếu chúng ta có bán một cái sản phẩm với cái giá bán mà nó ok, giá bán x2 hoặc x2.5 lần thì chúng ta sẽ có số tiền để chúng ta làm marketing, chúng ta có nhiều tiền hơn để chúng ta đi book KOL, KOC ở bên ngoài, chúng ta có nhiều tiền hơn để chúng ta chạy quảng cáo. Tôi lấy ví dụ một cái sản phẩm mà chúng ta lãi 100.000 thì chúng ta sẽ làm sao ạ? Chúng ta sẽ đốt đến 100.000 chúng ta không bị lỗ, được chưa? Nhưng một sản phẩm chỉ lãi được có khoảng 10-20.000 thì chúng ta sẽ chẳng có chi phí để chúng ta cạnh tranh được với đối thủ cạnh tranh của chúng ta khi chúng ta chạy quảng cáo ở trên Shopee, đúng chưa? Cái yếu tố thứ ba đó là khi chúng ta mà giảm giá để cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh thì chúng ta sẽ không có chi phí để chúng ta gia tăng được trải nghiệm khách hàng. Cái trải nghiệm khách hàng là cái thứ quan trọng nhất giúp cho một cái shop, giúp cho một doanh nghiệp phát triển và bền vững. Lý do tại sao lại như vậy? Bởi vì chúng ta sẽ mất rất nhiều tiền để chúng ta có thêm được khách hàng mới, nhưng chúng ta sẽ mất chi phí ít hơn để chúng ta biến khách hàng cũ mua lại hàng của chúng ta. Và cái để giúp cho chúng ta có khách hàng cũ mua đi mua lại nhiều lần, hoặc là họ giới thiệu thêm khách hàng mới chúng ta, thì chúng ta cần phải gia tăng được trải nghiệm khách hàng, được chưa? Và chúng ta khi chúng ta có lợi nhuận lớn thì chúng ta sẽ có chi phí để chúng ta giúp cho cái việc chăm sóc khách hàng tốt hơn, giúp cho cái việc vận hành tốt hơn, giúp cho cái gì ạ, cái việc đóng gói chúng ta đẹp hơn, chúng ta sử dụng những cái gì ạ, bao bì đóng gói đẹp hơn, chúng ta sử dụng những cái sản phẩm với chất lượng tốt hơn, đúng chưa ạ? Giúp cho khách hàng chúng ta có trải nghiệm tốt hơn. Và rõ ràng là cái việc gia tăng trải nghiệm khách hàng là một yếu tố cực kỳ quan trọng để giúp cho chúng ta tăng được cái LVC, tức là giá trị trọn đời khách hàng. Cái thuật ngữ LVC này anh chị em muốn tìm hiểu, chúng ta có thể là bấm vào cái đường link ở bên trên, được chưa ạ? Thêm một yếu tố thứ tư mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em đó là khi chúng ta có được nhiều tiền để chúng ta làm marketing, khi chúng ta có nhiều tiền tức là có biên độ lợi nhuận lớn, chúng ta không cần phải giảm giá Shopee để cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh, thì chúng ta sẽ có thể là có những quà tặng cho khách hàng, có những cái chiến, có những voucher cho khách hàng, được chưa? Và trong video tiếp theo tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em cái chiến lược quà tặng. Chúng ta sẽ lựa chọn quà tặng như thế nào? Chúng ta sẽ lựa chọn sản phẩm nào thì sẽ phù hợp với cái quà tặng, và khách hàng như thế nào thì là khách hàng thì nên sử dụng quà tặng nào, được chưa ạ? Chúng nó có chiến lược đàng hoàng, được chưa ạ? Mọi người cũng sẽ thấy rằng là Shopee cũng sử dụng chiến lược quà tặng rất là tốt để tặng những phần quà tặng cho những người như quân sư, như Tú, như đối tác như Tú, được chưa ạ? Đó chính là những cái lý do tại sao mà chúng ta không nên giảm giá. Và anh chị em cũng nhận ra rằng là chúng ta bán sản phẩm giá cao và chúng ta hướng đến khách hàng cao cấp và chúng ta cung cấp dịch vụ cao cấp, được chưa ạ? Còn nếu chúng ta mà giảm giá thì rõ ràng là chúng ta chỉ phục vụ khách hàng thấp cấp và họ không có những tiền để chi trả cho những cái sản phẩm của chúng ta, và dẫn đến chúng ta sẽ nhanh chóng thất bại. Bởi vì là càng ngày thì như những cái yếu tố mà tôi chia sẻ với anh chị em đó là các cái phí sàn rồi những cái phí đăng ký của những chương trình của Shopee càng ngày càng tăng, và cái nhu cầu khách hàng càng ngày càng lớn, họ đòi hỏi cái sự hoàn thiện của sản phẩm, được chưa ạ? Và nếu chúng ta không có chi phí để chúng ta hoàn thiện sản phẩm, không có chi phí để marketing để biết thêm đến nhiều khách hàng hơn và để chăm sóc được khách hàng cũ tốt hơn, thì chúng ta sẽ thất bại, được chưa? Đấy, và đây chính là những cái nội dung mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Tôi hy vọng rằng là nó sẽ giúp đỡ anh chị em được phần nào, và anh chị em có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quảng cáo Shopee, liên quan đến vận hành Shopee hoặc liên quan đến chăm sóc khách hàng của Shopee, mọi người để lại comment để Tú giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại.